Và thưa anh Huy, tức là sau 6 buổi học và hết sức là tập trung với một cái nội dung rất là cô đặc thì chúng ta đã kết thúc một cái khóa học cực kỳ là ấn tượng do anh Huy trình bày. Tại sao học mãi lại tham gia khóa học này? Là vì trước kia mình đã từng tham gia cái khóa học của Huy một lần rồi và nói thực là mình rất ấn tượng với những cái nội dung mà Huy trình bày. Nó giúp cho mình tiết kiệm được cực kỳ nhiều thời gian trong quá trình mình biên soạn các cái bài giảng slide. Thì hiện nay học mãi đang xây dựng cái hệ thống bài học theo chương trình phổ thông mới và các thầy cô phải sử dụng cái kỹ thuật slide để đưa vào các bài giảng làm cho nó trở nên hấp dẫn và ấn tượng mà lại đạt được cái mục tiêu sư phạm của mình. Mình biết là các bạn ở bên học mãi thì đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc biên soạn các bản slide, cho nên mình mới gợi ý công ty tạo điều kiện để mọi người đến tham dự khóa này. Thì mình hy vọng là trong quá trình học mãi áp dụng những cái kỹ thuật này thì nếu có gặp khó khăn gì thì Huy cùng mọi người bên này sẽ hỗ trợ học mãi hết sức để có thể có được những cái sản phẩm như ý, và hy vọng là cái sự hợp tác giữa chúng ta sẽ kéo dài mãi về sau. Cảm ơn NiceLine. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của NiceLine để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ công cụ NiceLine ưu việt số 1 Việt Nam, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint.